Clip này em Tuấn sẽ test đôi loa KS. Đôi này em giới thiệu với các bác rất là nhiều đúng không ạ? 6 triệu 9. 6 triệu 9 đôi loa KS này. Đấy, KS CD 12 cộng. Con này bán từ năm ngoái rất là nhiều, công suất max 2000. Còn con này em để không đi nhá, không lắp nữa nhé, để không. Mới thử có xúc điện này. Có xúc điện này là có xúc điện bát 40 mã 7 triệu 9. 7 triệu 9 con xúc điện này. Con này gần 70 cân cơ. Đấy. 7 triệu 9. Ngoài ra thì em đang đánh với lại con audio T3520. Con này có một cổng súp riêng, cổng súp em cắt ở đây nhé. Em dùng em đánh đôi KS Bass 30. Còn cổng súp bỏ riêng. Con đẩy này rất là hay, để cho bác 4,8 triệu. Ngoài ra con vang TD Acoustic này DK228 em đang chạy, em phát Bluetooth luôn. Sau đây mời các bác vào bản test luôn đi. Đấy. Em đánh không gian mở ngoài trời luôn bác nhá, đánh ở ngoài trời luôn, sân vừa luôn, không trong nhà. Và ngoài ra thì đô la JBL bên trên này em Tuấn để cho bác mức giá là 3.990.000. Có clip test rồi và cũng hết rồi đây nhá. Các bác đợi nhá, em vừa dọn nhá. Trưa nay là xe ôm đây đang đóng, là xe sẽ cho đi cho các bác luôn nhá. Xe ôm sẽ cho lên xe khách cho bác đợi luôn. Đấy, trước khi cho bác đẹp hết rồi. Mời các bác vào bản test đi. Em test em sẽ phát nhạc không dây. Để em phát nhạc không dây. Phát nhạc không dây từ điện thoại vào luôn. Mời các bác. Đây bát súp hay bác nhé. Thấy chưa? Em đi mỏi chân rồi đây. Đấy có một thôi.
Được không nhá? Được rồi, em dọn dùm đây. Được rồi.